Kia Sâu nét hiện nay vẫn đang là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc ASUV và đối thủ trực tiếp là Toyota Raize, VinFast VF5. Kia Sâu nét ghi điểm bởi ngoại hình cơ bắp, nam tính và được trang bị nhiều tiện nghi hiện đại nhất phân khúc. Mẫu xe cỡ nhỏ của Kia tiếp tục duy trì doanh số cao trong tháng 9, với 1.125 chiếc bán ra, tăng nhẹ so với tháng trước bán 1.065 chiếc. Cộng dồn trong 9 tháng đầu năm, Kia Sâu nét bán ra tổng số 7.656 chiếc. Kia nét được ra mắt vào cuối năm 2021 và gặt hái được khá nhiều thành công từ đó đến nay. Hiện, nét được lắp ráp trong nước với 4 phiên bản bao gồm một bản số sàn và 3 bản số tự động, giá bán dao động từ 519 đến 579 triệu. Theo cập nhật hiện nay đại lý đang triển khai chương trình ưu đãi cho khách hàng với mức giảm thêm 30 đến 50 triệu hoặc quà tặng phụ kiện trong tháng 9. Bên cạnh đó, Kia nét còn được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ từ chính phủ. Đây là điều kiện thuận lợi để Sonet tiếp tục đà thống trị phân khúc SUV tại Việt Nam, khi Toyota Raize, VinFast VF5 không được nhiều người yêu thích. Giá lăn bánh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Sonet Deluxe giá 519 triệu, lăn bánh tại Hà Nội là 603 triệu, tại thành phố Hồ Chí Minh là 574 triệu. Sonet Luxury giá 549 triệu, lăn bánh tại Hà Nội là 637 triệu, tại thành phố Hồ Chí Minh là 626 triệu. Sonet Premium giá 579 triệu, lăn bánh tại Hà Nội là 670 triệu, tại thành phố Hồ Chí Minh là 659 triệu. Lưu ý, giá lăn bánh trên của Kia Sonet chưa trừ các ưu đãi và chỉ mang tính chất tham khảo. Kia Sonet mới ra mắt Việt Nam là bản 5 chỗ, với các thông số dài rộng cao lần lượt 4120 mm, 1790 mm, 1642 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2500 mm. Kích thước này tương đương với bản 7 chỗ đang bán tại thị trường Ấn Độ, đồng nghĩa với việc không gian bên trong sâu nét sẽ thoải mái hơn. Kia sâu nét 2023 sở hữu ngoại hình nhỏ gọn với các đường nét thiết kế năng động, trẻ trung, giúp xe di chuyển linh hoạt trong các cung đường phố. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt mũi hổ kích thước lớn, sơn đen bóng cùng các họa tiết giống vảy rồng được bao bởi đường viền chrome cứng cáp. Phía trên là cụm đèn chia khoang độc đáo, sử dụng công nghệ full LED hiện đại trên bản cao cấp nhất đây được xem là chi tiết đắt giá trên mẫu xe giá rẻ. Đuôi xe thiết kế hiện đại, đậm chất nam tính với cụm đèn hậu liền mạch, công nghệ LED trên bản cao nhất, dễ khiến người nhìn liên tưởng đến các mẫu xe sang. Phía dưới cản sau sơn màu bạc và ốp thêm tấm nhựa đen bên ngoài, tăng vẻ khỏe khắn, cứng cáp cho xe. Cặp ống xả thiết kế kiểu khoét lỗ lạ mắt, giúp hoàn thiện dáng vẻ thể thao, gọn gàng của sâu nét mới. Bước vào bên trong, không khó để nhận ra nhiều nét vốn quen thuộc trên các đàn anh của nó là Sorento và Celtis. Đơn cử như hệ thống đèn viền nội thất, cần số, vô lăng 3 chấu D cắt bọc ra, với những đường chỉ khâu đỏ thể thao tích hợp các phím bấm nhựa đen bóng sang trọng giống, trên Celtis. Màn hình nổi đặt ngang liền mạch với cụm đồng hồ sau vô lăng, điều hòa được bao bọc bởi hai cửa gió đặc trưng tương tự như Sorento. Thêm vào đó, Kia Soul Net 2023 có khá nhiều trang bị tiện nghi hiện đại như màn hình trung tâm kích thước 10.25 in kết nối Apple CarPlay Android Auto dàn âm thanh sáu loa, đèn viền nội thất, điều hòa tự động, để nổ nút bấm, khởi động từ xa, xa không dây, cửa sổ trời. Động cơ Kia Soul Net 2023 tại Việt Nam là cỗ máy Smart Chim 1.5 lít, sản sinh công suất 113 mã lực và mô men xoắn 144 Nm. Hộp số tùy chọn loại số sàn 6 cấp hoặc tự động vô cấp CVT. Riêng bản Luxury và Premium có tính năng thay đổi chế độ lái. Xe...